đều lạ nhất quanh vụ bắt cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Liên quan đến vụ án bắt cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có điều rất lạ. Trước khi sự việc chính thức diễn ra, cách đó vài tháng đã rộ tin đồn về việc bắt hai ông này. Tại sao lại như vậy? Thông tin chính thức từ Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, và trước đó gần một tháng là việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, đối với những người thường xuyên lướt mạng xã hội, có lẽ không có gì bất ngờ. Bởi trước đó trên mạng cũng đã rộ thông tin này. Điều khiến nhiều người băn khoăn tại sao sự việc diễn ra sau đó lại hệt như tin đồn thổi. Tháng 1 năm 2018, tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác năm 2017 của Bộ Công an, báo chí đã đặt câu hỏi xung quanh câu chuyện đang được đồn thổi trên. Lãnh đạo Bộ Công an bác bỏ những thông tin này. Nếu như sự việc sau đó diễn ra không đúng như đồn thổi, thì không có gì đáng bàn. Điều đáng nói là mấy tháng sau, sự việc lại diễn ra chính xác, đúng như những thông tin phi chính thống. Vấn đề phải chăng là có sự lộ lọt thông tin thuộc bí mật nhà nước ra ngoài mới dẫn tới hiện tượng như vậy? Việc lộ lọt thông tin trong trường hợp này là vô tình hay cố ý? Nó được tung ra nhằm ý đồ gì? Đối với vụ án hình sự nói chung, đặc biệt vụ án có liên quan đến những người từng là cán bộ cấp cao như trường hợp ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, khi cơ quan điều tra mới đang trong quá trình thực hiện, chưa công bố rộng rãi, mọi việc mới chỉ đang là kế hoạch, hướng điều tra, thì mọi thông tin về vụ án lúc này đều là bí mật nhà nước. Nếu tất cả những người biết thông tin nghiêm túc giữ bí mật theo quy định của pháp luật, thì sẽ không có chuyện lộ tin, rồi dẫn tới chuyện đồn thổi thông tin trước khi sự việc diễn ra. Như vậy, những kẻ muốn tung tin trên mạng cũng không có cơ sở để thực hiện. Nếu có chỉ là thứ xuyên tạc, bịa đặt, người xem sẽ tẩy chay ngay. Trong hoạt động báo chí, cơ quan quản lý thường nhắc các tòa soạn, cơ quan báo chí không được chạy theo thông tin trên mạng xã hội để giữ cho thông tin báo chí có định hướng, điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí khó có thể làm ngơ khi thấy thông tin trên mạng xã hội ban đầu chỉ là đồn thổi, sau đó lại diễn ra đúng như vậy, như vụ bắt ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2017, trên mạng xã hội xuất hiện tin Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, người đang bị truy nã quốc tế đã về nước. Báo chí vào cuộc xác minh nhưng không có kết quả như mong muốn. Hai ngày sau đó, trên cổng thông tin của Bộ Công an phát thông báo với nội dung Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Nếu những vụ việc như trên vẫn cứ tiếp diễn, người dân sẽ có xu hướng tìm tới mạng xã hội để thỏa mãn nhu cầu thông tin và họ coi báo chí chính thống chỉ là kẻ chạy theo. Không chỉ những vụ án có sự dính líu của cán bộ cấp cao, mà những thông tin về công tác nhân sự cũng thường xảy ra hiện tượng đồn thổi trước khi diễn ra. Khi Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự thảo luật an ninh mạng, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã có phát biểu rất thẳng và đáng chú ý như sau. Ông nói, tại sao tất cả những chuyện cơ mật các đồng chí thư ký, lái xe, các quán trà vỉa hè đều biết? Mỗi một kỳ đại hội, muốn nắm thông tin, ra quán trà vỉa hè ngồi hỏi một lúc, là người ta nói, có những ông phán kinh lắm, người này sẽ vào vị trí này, người kia sẽ vào vị trí kia. Lạ là sau đó lại đúng như vậy. Rõ ràng về mặt tổ chức nhân sự là có chuyện lộ bí mật nhà nước. Vậy lộ ở đâu ra? Từ chúng ta làm lộ bí mật của chúng ta ra. Ông Dũng nói và đặt vấn đề khi xây dựng luật có điều chỉnh được những vấn đề như đã nêu hay không. Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật, liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước, chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo. Hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế. Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đồng bộ. Các chế tài xử lý còn thiếu và yếu, chưa bảo đảm được tính răn đe, việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động.
và câu chuyện xung quanh vụ bắt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa là thêm một minh chứng rõ nét để cơ quan chức năng xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước được đảm bảo chặt chẽ hơn. Sau đây mời Phan Văn Vĩnh là đàn em thuộc phe cánh của nguyên Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng ủy quyền cho Trần Đại Quang, bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng cho Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh. Vào năm 2016, dưới trướng của Vĩnh có đến 11 Tổng cục phó: Đỗ Kim Tuyến, Đồng Đại Lộc, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Công Sơn, Trần Trọng Lường, Trần Văn Vệ, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phong Hòa, Lê Tấn Tảo và Nguyễn Duy Ngọc. Sau đó 4 tháng, vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, trước Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng đề cử Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng với Vĩnh, Quang và nhiều đàn em công an khác được thăng tướng theo từng đợt, Nguyễn Tấn Dũng xây dựng chủ quyền của mình trong Bộ Công an. Với nhiệm vụ quản lý, điều hành về công tác phòng chống tội phạm trong và ngoài nước, Phan Văn Vĩnh nắm rõ hầu hết những hoạt động phi pháp của các đồng chí phe ta lẫn phe địch trong những dịch vụ làm ăn trái phép của các quan tham, giữa các quan tham và đại gia. Trần Đại Quang và Phan Văn Vĩnh cùng quê quán Hà Nam Ninh và quyết định tất cả các vụ án cho đến nhân sự. Cộng thêm với hai đàn em viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cũng từ lò Nam Đình là Trần Công Phàn, phụ trách án hình sự, và Bùi Mạnh Cường, phụ trách án kinh tế. Mọi quy trình từ khởi tố, điều tra đến xét xử kết tội hay không được khởi tố, điều tra, xét xử kết tội đều nằm trong tay Trần Đại Quang. Sau Đại hội Đảng 12, Nguyễn Tấn Dũng bị đá văng ra khỏi hệ thống quyền lực. Trong bối cảnh thương lượng chính trị và cán cân lực lượng giữa phe phái còn tương đối ngang ngửa vào thời điểm đó, Đinh La Thăng và Trần Đại Quang được lọt vào Bộ Chính trị và Trần Đại Quang được cho vào ngồi ghế hữu danh vô thực, đó là Chủ tịch nước. Đến nay số phận của Đinh La Thăng tương đối đã được định rõ, bị đá văng ra khỏi Bộ Chính trị, mất ghế bí thư Thành Hồ, bị còng ra tòa, trở thành bị cáo với mức án đề nghị 15 tù giam. Đối với Trần Đại Quang, vào ngày 17 tháng 8 năm 2016, đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng là Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương ký ban hành văn bản số 13 TBTW, thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên, để đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh, nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng. Viên đạn 13 TBTW đi về hướng Trần Đại Quang là người đã sửa đổi năm sinh cho trẻ hơn. Giữa những làn đạn bắn ra từ phía phe Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang mất tích kể từ ngày 25 tháng 7 sau khi gặp gỡ thư ký của Hội đồng An ninh Nga Nikolai Petrushev. Hơn một tháng sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2017, Trần Đại Quang mới xuất hiện lại trong bản tin tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam là ông Herminio Lopez Diaz vừa kết thúc nhiệm kỳ. Về phần Phan Văn Vĩnh, trước tình hình phe địch siết chặt vòng vây để tìm cách gỡ gạc và bắn tín hiệu muốn ngã về phe Nguyễn Phú Trọng, vào ngày 19 tháng 10 năm 2016, bên lề hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm, Phan Văn Vĩnh tuyên bố khẳng định việc truy tìm Trịnh Xuân Thanh sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhưng Bộ Công an sẽ bằng mọi cách để tìm ra. Tuy nhiên đã quá muộn, vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, các báo lề đảng đưa tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thi hành quyết định số 515 QĐ-TTG của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho Trung tướng Trần Văn Vệ. Không một bản tường trình nào nhắc đến tên kẻ vừa rời chức vụ là Trung tướng Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh, người hùng chống tội phạm được truyền thông lề đảng cho lên mây ngày nào, đã bị đá văng ra khỏi ghế không kèn không trống. Trước đó nguyên cả năm 2017, không có một bản tin chính nào của lề đảng đưa tin hoạt động của đồng chí Tổng cục trưởng, người đã bị Tổng bí thư xếp vào dạng phe địch, ngoại trừ sự kiện đăng đàn gỡ gạc qua chuyện Trịnh Xuân Thanh. Sau khi hạ bệ Trần Đại Quang, loại trừ Phan Văn Vĩnh, vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên trong lịch sử đảng nhảy vào ngồi trong Đảng ủy Công an Trung ương, trở thành một công an đứng trên đầu Tô Lâm và nắm đầu Bộ Công an. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2018, blogger Lê Nguyễn Hương Trà thông tin trên Facebook cá nhân
là Phan Văn Vĩnh bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2018 sau khi đã bị khám xét văn phòng gần một tháng trước. Thông tin về cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát bị bắt trở thành tin nóng trên mạng. Chỉ trong vòng vài giờ, Pháp Luật Online đăng bài không có chuyện đã bắt Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ cơ sở gì. Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết thêm, thông tin này là tin đồn, không có căn cứ. Nhận định về việc này, Lê Nguyễn Hương Trà là một Facebooker nổi tiếng, đã từng bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2010 vì bị cho là đã viết bài trên blog có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số cá nhân và cơ quan nhà nước vào tháng 4 năm 2011 cho rằng hành vi phạm tội của Lê Nguyễn Hương Trà thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Chỉ cần giáo dục răn đe, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đình chỉ vụ án của bà này. Với vị trí của mình và những am hiểu về chế độ, xác suất Lê Nguyễn Hương Trà bịa ra tin đồng trời về một trung tướng công an bị bắt là rất thấp. Từ đâu Lê Nguyễn Hương Trà có được tin này, đó là chuyện riêng của một blogger độc lập. Về những tuyên bố của hai lãnh đạo công an, thì khẳng định của Thiếu tướng Lương Tam Quang hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này không đồng nghĩa với việc khẳng định Phan Văn Vĩnh không bị bắt. Bị bắt nhưng chưa thông tin hay ông Lương Tam Quang không nhận được thông tin thì sao? Đây là thông tin không có căn cứ cơ sở gì, hoặc thông tin này là tin đồn, không có căn cứ. Đúng, vì nó đến từ người dân, không phải là thông tin chính thức của giới chức thẩm quyền. Nhưng giải thích của hai ông trùm công an chỉ đủ để xét lại giá trị của nguồn tin, chứ không là bằng chứng để bác bỏ nguồn tin hay để chứng minh 100% Phan Văn Vĩnh không bị bắt. Trò khẳng định chưa có thông tin cũng không mới, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã khẳng định vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Do đó xác suất cao là Phan Văn Vĩnh đã bị bắt, hai lãnh đạo Bộ Công an phải lên tiếng phủ nhận theo kiểu nửa vời, không dám tuyên bố rõ ràng, chúng tôi khẳng định Phan Văn Vĩnh không bị bắt. Là vì bài bản dọn đường cho việc công bố chính thức chưa xong, quy trình làm việc giữa cơ quan an ninh điều tra A92 và Phan Văn Vĩnh chưa ngang ngũ để có quyết định sơ khởi về nội dung, cách dùng ngôn từ kết tội dành cho bị can, bị cáo này sẽ được trình làng ra sao cho hợp với chiến lược chung của chiến dịch. Việc bắt Phan Văn Vĩnh cũng là bước hợp lý trong tiến trình truy cùng diệt tận của phe đồng chí địch của Nguyễn Phú Trọng. Phải bắt Phan Văn Vĩnh để qua điều tra truy tố, Nguyễn Phú Trọng và đàn em mới có thể thực hiện tiến trình đi từ khủng bố ham dọa sang chiêu dụ, khoan hồng. Có thế thì tên cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát mới phải khai và làm chứng hết những tội phạm của đàn anh Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang mà Vĩnh là người nắm rõ hơn ai hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận có tựa đề Bắt Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Phú Trọng sẽ truy được những hoạt động mờ ám của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà đăng trên blog Dân Làm Báo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Trung tướng Phan Văn Vĩnh không bị bắt nhưng sao không lên tiếng? Chỉ 2 tuần sau khi xảy ra vụ đào thoát của Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, ngành công an lại phát lộ những dấu hiệu của một scandal khác. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2018, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà phát tin. Vào cuối tháng 8 năm 2017, hai cổng game cờ bạc RigVip và Tip.club đã phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn. Các ứng dụng trên App Store, Android và Windows Phone cũng đã bị gỡ bỏ. Kéo theo là hàng loạt các đại lý cấp 1 bị bắt, cùng đại gia game bài là Dương, con rể hai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Rất nhiều tướng tá ngành công an dính vào vụ này. Gần một tháng trước, Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều lùm xùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có RigVip và TipClub. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Tổng cục 2, từng ghi dấu ấn sự nghiệp với vụ án Lê Văn Luyện và vụ bắt giữ Bầu Kiên. Tướng Vĩnh đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1. Liên quan vụ này còn có tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50. Doanh thu của hai sới bạc online tiền ảo đổi tiền thật trên được biết ước tính khoảng 8.000 tỷ trên một tháng.
Được biết, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng từ tháng 4 năm 2017 để nghỉ chế độ. Cùng ngày 12 tháng 1 năm 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ cơ sở gì. Tuy nhiên, những thông tin trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà là chưa thể kiểm chứng về mức độ chính xác. Nhưng hiện tượng lạ lùng là trong khi Bộ Công an có phản ứng rất nhanh như thể phản bác luận điệu sai trái và xuyên tạc của Facebook này, nhân vật Phan Văn Vĩnh vẫn bặt tâm. Vì sao chỉ cần một động tác đơn giản là đưa Trung tướng Phan Văn Vĩnh ra xuất hiện trước công luận, kèm theo phát ngôn, hình ảnh và video là có thể xóa tan được mối nghi ngờ về việc ông Vĩnh bị bắt, thì Bộ Công an lại không làm thế, mà chỉ đưa người phát ngôn của bộ này ra thanh minh. Hơn nữa, cách nói của Thiếu tướng Lương Tam Quang có thể được hiểu là chưa có thông tin về khởi tố, chứ không khẳng định sẽ không khởi tố đối với Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Một hiện tượng rất đáng chú ý vào mùa xẻ là ngay trước vụ việc Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã bị hố nặng vụ Phan Văn Anh Vũ. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, mạng xã hội bất chợt dậy sóng bởi thông tin Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan cửa khẩu Singapore tạm giữ tại cửa khẩu Singapore-Malaysia. Sau đó, báo Straits Times của Singapore cũng đăng tin một nhân vật có tên Phan Văn Anh Vũ bị chặn lại tại cửa khẩu TUS của Singapore vào ngày 28 tháng 12. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2018, website của cơ quan xuất nhập cảnh Singapore ICA có tên miền ica.gov.sg đã đăng tải thông tin, cơ quan xuất nhập cảnh Singapore ICA xác nhận đã tạm giữ người có tên Phan Văn Anh Vũ từ ngày 28 tháng 12 vì vi phạm quy định luật xuất nhập cảnh. Khi đó, câu chuyện về Phan Văn Anh Vũ bị bắt ở Singapore đã rất rõ, nhưng vào buổi sáng ngày 3 tháng 1 năm 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an lại cho báo chí nhà nước hay là vẫn chưa nhận được thông tin ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, đang bị tạm giữ tại Singapore. Chỉ một ngày sau, ngày 4 tháng 1 năm 2018, chính các nhân viên công an của Bộ Công an đã dẫn độ Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về sân bay Nội Bài của Việt Nam. Một hố khác của Bộ Công an là vụ Trịnh Xuân Thanh. Vào cuối tháng 7 năm 2017, ít giờ đồng hồ sau khi nhà báo Huy Đức bất thần đưa tin trên Facebook của ông rằng Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại nói như phân bua với báo chí nhà nước rằng đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì. Trước câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lý Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam của phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, để chỉ một ngày sau đó, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh dường như đã đặt cách đầu thú tại trực ban Bộ Công an. Năm 2017 và sang đầu năm 2018 đã xảy ra hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong Bộ Công an Việt Nam, tối thiểu trên phương diện phát ngôn, chưa kể dư luận ngày càng lùm xùm về thực tế có hai bộ công an. Cứ theo cách phát ngôn từ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến Chánh Văn phòng Bộ Công an, không thể trách dư luận xã hội suy luận theo cách cứ Bộ Công an nói có thì cần hiểu là không, và ngược lại. Vào lần này, chỉ quan sát trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng nhận ra phần lớn ý kiến thể hiện mối tin cậy vào thông tin của Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, mà chẳng mấy tin tưởng vào lời giải thích của Thiếu tướng Lương Tam Quang. Để nếu trong một thời gian ngắn nhất mà Bộ Công an không thể đưa hoặc vận động Trung tướng Phan Văn Vĩnh ra trình diện trước công chúng, người ta sẽ chắc chắn rằng ông Vĩnh bị bắt thật, và vụ bắt bớ này có thể mở màn cho một loạt biến động lớn trong Bộ Công an chính vào năm 2018 này. Cũng cần phải nói thêm rằng, vào tháng trước, Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin việc ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị khởi tố mà Thông tấn xã đã đăng tải. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau đó, thì chính Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt giam ông Phùng Đình Thực.